Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Nếu các bạn có 12 tỷ đồng thì các bạn sẽ chọn Maybach GLS 600 hay AMG G63. Thì với một cái chiếc xe đại diện cho một phân khúc siêu sang được trang bị rất là nhiều những cái option và tiên tiến bậc nhất nhà Mercedes-Benz, cũng như đây là một cái chiếc xe thể thao địa hình và được thiết kế với một phong cách rất là cá tính và hầm hố. Và với chiếc xe AMG G63 này thì được rất là nhiều những người nổi tiếng cũng như là giới sưu tầm xe mong muốn được sở hữu. Thì với video clip này, Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ hai cái chiếc xe này và xem cái chiếc xe nào phù hợp với mình nhất thì có thể là comment cho Duy biết nha. Ok, việc chúng ta so sánh Maybach GLS 600 cũng như là AMG G63 thì thật sự đây là một cái điều so sánh nó rất là thú vị luôn các bạn, cũng như là rất là khập khiễng, không biết so sánh như thế nào luôn. Và Maybach GLS 600 là một cái chiếc xe dành cho các anh chị khách hàng có thể nói là thích ngồi hơn là việc lái xe, cũng như là cái chiếc xe Maybach GLS 600 này được trang bị hàng loạt những cái công nghệ về tiện nghi cho người ngồi làm sao cảm thấy là thoải mái và thích thú nhất ở trong cái khoang xe, cũng như đây là một cái chiếc xe phù hợp cho cái việc khi mà chúng ta đi gặp gỡ đối tác, gặp gỡ những bạn bè, cũng như đây là một cái chiếc xe có thể nói là phục vụ cho công việc nhiều hơn ha. Còn đối với AMG G63 thật sự đây là một cái chiếc xe lại theo cái phong cách khác bạn, dành cho các anh chị yêu thích cái sự tự do và thích lái xe ha. Đó, và thật sự bạn Duy cũng có một anh khách hàng cũng đã sở hữu cái chiếc xe Maybach GLS này, cũng như cũng sở hữu luôn cái xe G63. Và mỗi cái chiếc xe nó có mỗi cái nhu cầu và mỗi cái nhiệm vụ khác nhau, cũng thật sự rất là khó so sánh luôn ha. Đó, nhưng mà nếu bạn là một người mà thích lái xe nhiều hơn đó thì vẫn có thể là chọn Maybach GLS 600, bởi vì chiếc xe này cho một cảm giác lái rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, cũng như là khi mà chúng ta điều khiển cái chiếc xe này thì cảm giác nó rất là an tâm, rất là êm ái. Và chiếc xe này có thể là gọi là phục vụ cho những cái nhu cầu cho gia đình mình luôn các bạn, không phải là công việc nữa mà cho cả gia đình. Nếu mà chúng ta chở ông bà gọi chúng ta trên cái chiếc xe Maybach GLS 600 này thì thật sự đó, đây là một cái chiếc xe có thể nói là không có chiếc xe nào có thể êm ái và tiện nghi như cái chiếc xe Maybach GLS 600 này được ha. Đó, và với cái chiếc xe AMG G63 12 tỷ đồng này thì Duy nghĩ ở Việt Nam mình không có ai lấy cái chiếc xe này để đi abroad các bạn. Đó, mặc dù đây là một cái chiếc xe thể thao vượt địa hình chuyên nghiệp ha, mà chiếc xe AMG G63 này hầu như là Duy thấy các anh chị khách hàng mà của Duy, các bạn mua cái chiếc xe này thì hầu như là phục vụ cho gia đình là chính ha. Bởi vì là các bạn biết rồi ha, cả nhà của chúng ta cuối tuần ha đi trên chiếc xe AMG G63 đi cà phê, đi ăn sáng, các thành viên được ngồi ở bên trong xe với cái kiểu dáng rất là thú vị, cũng như là những cái góc nhìn từ bên trong của chiếc xe G63 này khi mà chúng ta nhìn ra ngoài cũng rất là khác so với lại những cái chiếc xe thông thường. Và Duy nghĩ là với chiếc xe AMG G63 này chắc chắn là sẽ không thể nào êm bằng cái chiếc xe GLS Maybach 600 này được hết. Đó, nhưng mà các anh chị chọn cái xe G63 này thì cũng có một cái mục đích riêng các bạn nha. Đó, bởi vì không phải là cái chiếc xe êm là các anh chị khách hàng thích đâu, không phải cái chiếc xe được trang bị nhiều cái option tiện nghi là các anh chị thích đâu, mà các anh chị khách hàng chọn AMG G63 thì còn có những cái khác nữa các bạn nha. Đó là cái cảm xúc khi mà chúng ta lái cái chiếc xe AMG G63 này. À, ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem chiếc xe AMG G63 này cũng như là Maybach GLS 600 này, hai cái chiếc xe này nó đối lập nhau như thế nào các bạn nha. Nhưng mà khách hàng chọn Maybach GLS 600 thì vẫn thích AMG G63 ha. Các bạn sẽ thấy là Maybach GLS 600 chắc chắn sẽ được trang bị một cái cửa ha, rất là nhẹ nhàng. Đó, khi mà chúng ta đóng vào thì nó hít rất là êm ái ở bên trong xe, cũng như khi mở cửa ra thì sẽ có một cái bệ bước ha, sẽ được đưa ra ngoài để chúng ta bước vào bên trong xe, nó rất là tiện lợi và nó rất là thoải mái luôn. Các bạn thấy không? Đây là một cái bệ bước nó rất là to nè các bạn nha. Khi mà chúng ta bước lên cái bệ bước này, chúng ta bước vào bên trong xe thì đối với những ông bà của chúng ta, những ông bà lớn tuổi hoặc là cha mẹ của chúng ta các bạn, bước vào bên trong của cái chiếc xe này thì nó rất là an toàn. Nó rất là dễ bước vào bên trong xe luôn, cũng như là cái khoang sau của chiếc xe Maybach GLS 600 này, một khoang xe rất là rộng và tiện nghi. Nói chung là những cái chiếc xe Maybach các bạn là những cái chiếc xe rất là được đầu tư rất là nhiều ở cái khoang nội thất ở bên trong xe, cũng như đặc biệt là cái khoang sau này. Đó, còn đối với cái chiếc xe AMG G63 này các bạn, đó các bạn mở cửa nó cũng rất là khác ha, và khi chúng ta đóng cửa chúng ta phải đóng nó rất là mạnh ha, rất là mạnh luôn. Đó thì chúng ta mới có thể là đóng được cái cửa. À, phía sau này cũng vậy. Và đặc biệt các bạn, thì chiếc xe AMG G63 này, đây là một cái chiếc xe mà như nói là dành cho người lái, cũng như đây là một cái chiếc xe thể thao địa hình, cho nên là khi mà chúng ta mua cái chiếc xe này các bạn thì hầu như là các anh chị khách hàng tự lái là chính ha. Và cái khoang sau này thì của cái chiếc xe AMG G63 thì nó sẽ không có rộng rãi như là cái Maybach GLS 600 được, cũng như là bên trong ở phía sau hầu như là chỉ có cái hàng ghế để chúng ta ngồi thôi, cũng như là không có nhiều những cái trang thiết bị, những cái tiện nghi như là cái GLS 600 ha. Và khi mà đóng cửa nè các bạn,
rất là mạnh, cũng như là bệ bước của cái chiếc xe G63 này các bạn. Thực sự cái bệ bước này đây là một cái, Duy nghĩ là một mang một cái yếu tố là trang trí là nhiều hơn khi mà chúng ta sử dụng cái bệ bước này để bước lên ha. Bởi vì bệ bước của chúng ta là bệ bước cố định cũng như nó rất là hẹp ha các bạn. Đó, và khi Duy bước lên các bạn thì nó hơi khó khăn, Duy phải vịnh vào cái tay nắm ở bên trong nè mới đi vào được bên trong cái ghế của chiếc xe AMG G63, cũng như là cái hàng ghế ở phía sau thì thực sự nó cũng vừa để ngồi thôi các bạn, nó cũng không phải quá rộng rãi đâu. Đó, và chiếc xe GLS thì là một cái chiếc xe mà Duy đã quay cho các bạn rất là nhiều rồi. Ở khoang sau thì thực sự khi mà chúng ta ngồi vào cái hàng ghế này thì Duy nghĩ không có chiếc xe nào mà có thể nói là so sánh được với nó ha, bởi vì là độ êm ái của nó, về cái sự tiện nghi cũng như là các trang thiết bị phục vụ cho cái người ngồi ở bên trong ha. Những cái rèm bằng điện hết rồi các bạn, ghế thì đều được sưởi nóng và làm mát, cũng như là ghế chúng ta được chỉnh rất là nhiều hướng ha, rất là nhiều những cái tuyệt vời, những cái Maybach GLS 600 này đó. Và một điểm nữa các bạn, thì chiếc xe Maybach GLS 600 này đây là một cái chiếc xe có thể nói gọi là êm ái nhất trên thế giới hiện tại bây giờ luôn các bạn. Tại sao bạn? Bởi vì là Maybach GLS 600 được trang bị một cái hệ thống treo gọi là E-Active Body Control, một hệ thống treo có thể là nhún nhảy, nhưng với hệ thống treo nhún nhảy đó thì Duy nghĩ là để đi off-road hoặc là đi biểu diễn là chính thôi các bạn. Đó, nhưng mà cả chiếc xe Maybach GLS 600 này nó có một cái camera ở trên kính chắn gió, và có thể là scan quét mặt đường. Khi cái mặt đường của chúng ta có những chỗ mấp mô, lòi và lõm thì hệ thống treo của chúng ta đã chuẩn bị thông qua cái hệ thống máy tính và camera đã ghi nhận được ha. Còn đối với cái chiếc xe AMG G63, đây là một cái chiếc xe thể thao vượt địa hình đó, cho nên là được trang bị một cái hệ thống treo lò xo thủy lực hay còn gọi là hệ thống treo AMG Ride Control. Thì với hệ thống treo này chắc chắn rồi các bạn, nó sẽ làm cho cái chiếc xe của chúng ta cứng vững hơn khi mà chúng ta đi nhanh những cái đoạn, đi những cái địa hình nó phức tạp và gồ ghề nhiều hơn đó, nhưng chắc chắn rồi bạn sẽ không thể nào êm như là Maybach GLS 600 của chúng ta được ha. Đó, đây là hai cái chiếc xe nó có rất là nhiều những cái sự đối lập với nhau các bạn nha. Theo nữa thì các bạn còn thấy những cái sự đối lập nó rất là đối lập nhau luôn các bạn. AMG G63 thì được thiết kế với một cái dạng hình hộp vuông vắn, còn lại các bạn sẽ thấy là Maybach GLS 600 của chúng ta thì được thiết kế là những cái đường nét về bo tròn ha, và cũng như là về kích thước bạn. G63 thì với cái chiều dài lên đến là chưa tới 4m9 đó, trong khi đó thì Maybach GLS 600 của chúng ta dài lên đến hơn 5m2 đó. Ngoài ra thì các bạn thấy chưa đến 4m9 mà còn có một cái bánh xe dự phòng ở phía sau này, chứng tỏ là khoang nội thất ở bên trong của chiếc xe G63 này nó sẽ không có rộng rãi như được cái chiếc xe Maybach GLS 600 ha các bạn. Cho nên là cái việc mà khi chúng ta ngồi vào một cái xe nó rộng rãi và thoải mái hơn chắc chắn là một điều hiển nhiên các bạn nha. Chắc chắn các bạn, đây là chiếc xe Maybach GLS 600 nên khoang nội thất, khoang cabin của cái khoang lái của cái chiếc xe này thực sự nó rất là đẹp luôn các bạn, và được trang bị hầu như những cái vật liệu gần như là cao cấp nhất. Chẳng hạn như ghế của chúng ta được trang bị là ghế bằng da Napa Exclusive ha, nó rất là mềm và rất là êm. Và một điều nữa các bạn, đối với những cái chiếc xe cao cấp như thế này thì việc trang bị hệ thống âm thanh cho nó là một cái điều mà nhà sản xuất rất là quan tâm. Thì Mercedes-Benz Maybach GLS 600 được trang bị tổng cộng là 31 loa công suất là 1710W cho một cái hệ thống âm thanh vòm như thế này các bạn. Đó, và tất cả các bạn, những cái trần xe hoặc là những cái ghế xe hoặc là những cái khu vực táp lô và táp bi cửa là đều được bọc bằng da Napa hết các bạn nha. Đó, và với cái nội thất này thì các bạn sẽ thấy là nội thất một full màu đen, và đối với Maybach GLS 600 này các bạn thì còn một cái nội thất nữa, đó là nội thất màu nâu ha. Đó, và nội thất màu nâu thì Duy cũng đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Đó, tay lái của GLS 600 Maybach của chúng ta thì được bọc da Napa cũng như là bằng gỗ ha. Và với màn hình của chiếc xe Maybach GLS 600 bạn, đây là màn hình MBUX, chúng ta có thể là cảm ứng và có ngôn ngữ bằng tiếng Việt, rất là dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Đó, đối với chiếc xe Maybach GLS 600 này thì Duy nghĩ là với một cái thiết kế rất là hiện đại nhưng vẫn giữ lại cái nét cổ điển của dòng xe Maybach. Đó, các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết gỗ nhìn nó rất là cổ điển ha. Gỗ chúng ta là gỗ bóng và có những cái chi tiết sơn mài là những cái đường vân kẻ nè các bạn. Rất là đẹp ha. Đó, và những cái nút bấm điều khiển máy lạnh thì các bạn nhìn thấy là rất là giống những cái phím đàn piano ha. Phím đàn piano. Và chắc chắn các bạn, Maybach GLS 600 thì đều được trang bị 4 ghế của chúng ta là massage luôn ha, cả hai ghế trước và hai ghế sau. Và ghế của chúng ta đều được trang bị là sưởi nóng và làm mát. Hầu như là các bạn sẽ thấy là Maybach GLS 600 này nó sẽ không thiếu bất kỳ một cái option gì hết các bạn nha. Đó, và một cái điểm nữa các bạn là
Duy phải nói nhiều hơn, đó chính là cái khoang sau của chiếc xe Maybach GLS 600 này. Nó rất là khác biệt so với tất cả những cái dòng xe và rất là đối lập với lại cái chiếc xe G63 của chúng ta. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe Maybach GLS 600 này nha. Và khi mà ngồi vào cái khoang sau này các bạn thì thực sự một điều là mình không có muốn đi xuống xe luôn đó, bởi vì là cái chiếc ghế này nó được thiết kế rất là thoải mái các bạn, rất là êm đó, cái tựa đầu này nè các bạn, tựa đầu này nó cũng giúp cho Duy rất là thoải mái ha đó, và những cái chỗ tựa tay này nó cũng rất là tuyệt vời luôn đó. Thì tất cả những cái chi tiết điều khiển bằng như là rèm cửa nè, chỉnh ghế nè các bạn, hoặc là khi mà Duy muốn điều khiển tính năng massage, hoặc là chỉnh đèn viền nội thất, hoặc là chỉnh âm thanh, chỉnh máy lạnh, thì Duy cũng không phải phải chồm người lên để điều khiển cái màn hình này nữa, mà Duy có thể là điều khiển ngay tại cái máy tính bảng ở khu vực này luôn, tất cả mọi cái tính năng. Đó là một cái chi tiết mà giúp cho cái phần mà tiện nghi của cái khoang sau này nó được sử dụng rất là tiện nghi. Đối với chiếc Maybach thì các bạn sẽ thấy nè, là một điều chắc chắn là sẽ có chỗ để chúng ta để cốc ha, làm mát và làm nóng ha. Đó, và ở đây các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết để chúng ta để sạc cái điện thoại không dây nè. Rất là nhiều thứ luôn các bạn nha. Đó, tiếp theo nữa thì Maybach không thể nào thiếu một cái bàn ở đây các bạn nha, một cái bàn gấp để mà chúng ta làm việc. Thì thực sự với cái bàn gấp này thì Duy nghĩ là các anh chị có thể để được một cái iPad hoặc là điện thoại của chúng ta có thể là check mail hoặc là xử lý công việc ngay trên cái chiếc xe của chúng ta luôn, hoặc là chúng ta có thể là ký giấy tờ ở trên này ha, rất là tiện lợi luôn đó. Và bây giờ Duy sẽ gấp cái bàn này ha, gấp vào bên trong đó và đậy lại thôi. Còn với cái màn hình giải trí này các bạn, thì chúng ta có thể là kết nối USB để nghe nhạc hoặc là xem phim ngay trên cái màn hình này luôn đó. Tiếp theo nữa thì Duy sẽ mở cái hộp này ra, thì ở phía trong cái hộp này chắc chắn là một cái chi tiết là máy lạnh. Đối với chiếc xe Maybach GLS 600 này thì được trang bị cái tủ lạnh khoảng tầm 8 lít các bạn nha. Đó, và với tủ lạnh này thì có thể là giúp cho các anh chị để được những cái chai nước, hoặc là trong những trường hợp mà chúng ta có thể để được những cái thuốc mà cần phải giữ lạnh các bạn, trên một chuyến đi dài thì với tủ lạnh này nó rất là cần thiết ha. Trong những cái trường hợp đó thì Duy nghĩ là rất là hay ha. Và Maybach GLS 480 của chúng ta cũng không có cái tủ lạnh ha. Chỉ có Maybach GLS 600 này hoặc là Maybach S680 sedan thì chúng ta có cái chi tiết của tủ lạnh ha. Đó, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần nội thất bên trong cái chiếc xe G63. Các bạn sẽ thấy rất là đối lập so với lại cái chiếc xe này ha. Hai chiếc xe này mắc cười lắm, rất là nhiều những cái chi tiết đối lập nhau nhưng mà cái giá bán nó gần như nhau luôn các bạn. Một cái chiếc xe thì cái gì nó cũng có hết, còn một cái xe thì cái gì nó cũng không có hết ha. Nhưng chiếc xe G63 vẫn là một cái chiếc xe rất là được rất là nhiều các anh chị khách hàng rất là yêu thích nó và mong muốn sở hữu các bạn nha. Các bạn thấy không, Duy phải đóng cửa như thế mới có thể đóng cửa được cái chiếc xe G63 này, nó rất là mắc cười vậy đó. Trong những trường hợp mà Duy nghĩ là những ông bà lớn tuổi của chúng ta thì chúng ta phải đóng cửa giùm ha, chứ không thể nào ông bà chúng ta có thể tự đóng cửa được hết. Một cái điều cũng rất là thú vị ha, nhiều người nghĩ là đây là một cái chi tiết rất là khó chịu ha, so với là một cái chiếc xe cao cấp 12 tỷ, nhưng mà có rất là nhiều anh chị ha thích đóng cửa nó phải như vậy, nó phải có một cái âm thanh ha, âm vậy đó, thì nó mới đúng cái chất của cái chiếc xe G63. Nói chung là mọi người mọi kiểu các bạn nha. Đó, và bây giờ Duy sẽ nổ máy cái xe AMG G63 lên nè. Thật sự các bạn, đối với cái xe AMG G63 này được trang bị một cái động cơ V8 V-turbo tăng áp kép các bạn nha, và được Mercedes-Benz lắp ráp thủ công, được AMG lắp ráp thủ công bằng tay, và cho công suất lên đến là 585 mã lực, mô men xoắn lên đến 850 Nm/m. Đây là một cái động cơ mà có thể nói là làm cho các cái thương hiệu xe khác coi như phải dè chừng luôn các bạn. Bởi vì AMG rất là nổi tiếng trong cái việc là lắp ráp động cơ, và họ có một cái triết lý là one man one engine, một người một động cơ các bạn, lắp ráp thủ công bằng tay hết ha. Đó là một cái mà gọi là thương hiệu ha, rất là danh tiếng, rất là danh giá của những cái mẫu xe AMG, và đặc biệt trên cái chiếc xe AMG G63 này nữa. Đó, với cái kiểu dáng ở bên ngoài vuông vắn thì chắc chắn ở bên trong xe này những cái chi tiết về tablo xe hoặc là những cái chi tiết khác cũng được thiết kế rất là vuông vắn, rất là đơn giản luôn các bạn. Những đường nét thẳng tắp nè các bạn sẽ thấy không, tablo thì được thiết kế rất là ngắn và được thiết kế coi như là rất là vuông góc cạnh thôi, cũng như những cái chi tiết máy lạnh thì các bạn sẽ thấy những hốc tròn. Khu vực này cũng vậy, những chi tiết điều chỉnh máy lạnh nè. Khu vực này thì để chúng ta có thể là có một cái touchpad để chúng ta điều khiển cái màn hình này. Và màn hình của G63 không phải là màn hình cảm ứng luôn các bạn nha, chúng ta vẫn điều khiển bằng
cái con chuột ở này, hoặc là bằng cái nấm xoay ha. Những cái nút bấm là bấm về camera 360 độ, thay đổi chế độ lái của xe, hoặc là chọn chế độ phục, rất là nhiều nút bấm ở cái khu vực này đó. Và đối với cái chiếc xe AMG G63, đây là một cái chiếc xe điện hình chuyên nghiệp, cho nên là còn có một cái cơ cấu gài cầu nè các bạn nha, gài cầu 100% luôn. Chúng ta có thể là khi mà đi trên đường trường các bạn thì chúng ta hầu như là chỉ chọn chế độ tự động là chính thôi. Khi mà Di nổ máy các bạn, ngồi bên trong xe trong showroom như thế này thôi cũng đã thấy rất là thích rồi. Thật sự là Di cũng đã lái được cái xe G63 AMG này thông qua một cái anh chị khách hàng của Di các bạn. Và cảm giác lái nó rất là khác các bạn, thật sự rất là khác. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở khoang sau nha. Các bạn còn thấy đối lập rất là nhiều so với lại cái chiếc xe GLS 600 bên kia nữa các bạn nha. Thật sự bước lên phía sau này nó khó hơn nhiều so với là Di bước từ cái chiếc xe Maybach GLS 600 ha. Khi mà đóng cửa lại đó các bạn, thì cái khoang sau này nó cũng sẽ không có rộng lắm, nó cũng vừa để cho Di ngồi thôi đó. Và đặc biệt cái hàng ghế này nó cũng đủ để Di thoải mái thôi các bạn. Nhưng mà đặc biệt một cái trần xe của chiếc xe G63 này rất là cao, nó cao hơn rất là nhiều so với những dòng xe thông thường, bởi vì đây là một cái thiết kế hộp các bạn nha, các thiết kế hộp. Thì với cái thiết kế hộp thì các bạn nhìn thấy nó vuông vắn, nhưng bù lại một cái là nó rất là thoáng ở bên trong cái không gian này. Mặc dù cái chiếc xe của chúng ta có kích thước chưa tới 4m9, nhưng mà có thêm cái cốp, có thêm cái bánh xe dự phòng ở phía sau nữa, chứng tỏ là cái khoang của chiếc xe này nó không có rộng lắm đâu đó. Nhưng mà cái xe của chúng ta rất là cao cho nên vẫn rất là thoải mái các bạn nha. Chỗ này thì có một cái chi tiết tựa tay thì nó cũng làm đơn giản thôi, có hai cái chỗ để chúng ta để cốc nước hay ly nước thôi các bạn nha, cũng không có gì ha, cũng đơn giản thôi đó. Khu vực này thì chúng ta vẫn có chi tiết để điều khiển máy lạnh cho cái khu vực phía sau này đó. Và ghế da của chiếc xe AMG G63 này cũng trang bị được cái da nắp ba rất là cao cấp, rất là êm ái ha, rất là mềm đó. Thì bởi vì đây là những cái chiếc xe nó rất là đắt tiền các bạn. Ở trần xe thì được bọc bằng da Dynamica, nó cũng cho một cái cảm giác đó là sang trọng đó. Bởi vì đây là chiếc xe 12 tỷ rồi các bạn, cho nên những cái chi tiết đó thì nó gần như là bắt buộc. Bởi vì và một điểm nữa các bạn là G63 này được thiết kế được gọi là cá nhân hóa rất là nhiều, và được lắp ráp thủ công bằng tay, những cái chi tiết mai này cũng bằng tay, cho nên là các bạn sẽ thấy là phần nội thất của cái chiếc xe G63 này cũng rất là tinh tế luôn, nó không thua gì nhiều so với lại cái chiếc xe GLS 600 của chúng ta đâu các bạn nha, không có thua gì nhiều đâu đó. Và loa xe của chúng ta cũng được là trang bị là loa Boommaster. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem phần động cơ của hai cái chiếc xe này nha. Và đây là động cơ của chiếc xe AMG G63, một động cơ được lắp ráp thủ công bằng tay bởi một kỹ sư bạn, One Man One Engine. Và đây là động cơ 4.0 lít V8, công suất lên đến là 585 mã lực và mô men xoắn lên đến là 800 Newton trên mét. Đó, và với cái động cơ này các bạn nha, kết hợp với lại hộp số tự động 9 cấp AMG Speed Shift của chiếc AMG G63 nữa, cho nên là cho một cái khả năng mà tăng tốc từ 0 đến 100 km/h một cái chiếc xe như là to và nặng như thế này các bạn, chỉ mất phải 4,5 giây thôi ha. Tổng thể hợp lại các bạn 4,5 giây thôi. Thật sự đây là một cái động cơ rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và với cái động cơ này, Di nghĩ là tất cả những các hãng xe danh tiếng ở trên thế giới các bạn đều phải dè chừng bởi cái động cơ của chiếc AMG G63 này. Và với cái xe Maybach GLS 600 cũng không kém các bạn nha, vẫn được trang bị động cơ 4.0 lít thiên về khả năng vận hành êm ái và mượt mà. Và với 12 tỷ đồng này thì các anh chị các bạn chọn Maybach GLS 600 hay AMG G63 ha. Đó thì có thể là comment cho Di biết nha, các anh chị khách hàng thích cái chiếc xe nào hơn đó. Và để biết thêm chi tiết về mẫu xe AMG G63 cũng như là Maybach GLS 600 hoặc tất cả những mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì quý anh chị khách hàng vui lòng gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại quý anh chị khách bạn trong những video clip tiếp theo nha.